mà chị vẫn ngồi ở điệu ở điệu chụp hình. Người nó muốn cắt tóc còn phải đợi thêm 2 tháng mới được cắt đó cô chú anh chị. Cái xe bán bánh dễ thương quá trời luôn kìa. Em Chi đang chạy nè, chạy một hồi đụng mấy cái này gớt bể là phải mua luôn. À, sản xuất từ Pháp, it's French honey. French. Thịt nướng cái này cô chú anh chị, Tony thì có phở xào, cánh gà. Chị hello ông bà cô chú hay con? Lớn lên. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chủ nhật mọi người. Thì sáng ra Tony đã chở hai anh trai của Chi về rồi. Bây giờ cả nhà Kim sẽ đi vào trung tâm của Liverpool đó mọi người. Hôm bữa lúc mà mình mua cái xe này nè, là người ta có tặng cho mình một cái voucher là 250 bảng Anh lận. Nhưng mà Tony cứ bận đi suốt á, là không có thời gian để mà đi xài luôn đó cô chú anh chị. Cho nên là hôm nay sẽ đi vô trung tâm để mua đồ mọi người. Let's go. Hôm nay có hoa đào nở đây nè cô chú anh chị. Nước Anh hôm nay sáng nay là mới đổi giờ đó mọi người. Thường thì cái ngày chủ nhật của cuối tháng 3, có nghĩa là cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đó là sẽ đổi giờ. Thì bây giờ là đi sau Việt Nam 7 tiếng đó cô chú anh chị. Mùa đông thì đi sau Việt Nam 6 tiếng. Mùa xuân là bắt đầu đi sau Việt Nam 7 tiếng. Ở cái con đường này có nhiều hoa đào quá trời luôn nè. Loại hoa đào nhỏ đó cô chú anh chị, còn cái hoa đào mà nó chùm nữa thì nó chưa có nở mọi người. Hôm bữa Kim đã đi ra công viên rồi nhưng mà nó vừa mới có cái nụ nhỏ xíu à, chắc khoảng mấy tuần nữa mới bắt đầu nở đó. Tháng 4 á, thường là tháng 4 là sẽ có hoa đào nhiều. Ba Chi ghé đây cắt tóc trước cô chú anh chị. Cái chỗ cắt tóc này là ba Chi đã cắt ở đây 22 năm rồi đó cô chú anh chị. Cái anh cắt tóc này là ảnh cắt cho đội bóng Liverpool đó mọi người. À, lúc trước là ảnh có cái tiệm Tony and Guy đó ở trong trung tâm Liverpool, nhưng mà bây giờ ảnh không có làm nữa. Ảnh về ảnh cắt tại nhà. Nhưng mà khách rất là đông nha cô chú. 2 năm gần đây là ảnh không có nhận thêm khách mới nữa đó. Tại vì là vì đi chung với Tony cho nên là ảnh mới cắt cho Kim, chứ ảnh không có nhận thêm khách mới nữa luôn. Lịch là đã đặt sẵn trước rồi đó. Bây giờ Kim nói là tháng sau Kim muốn cắt tóc, nhưng mà tháng sau là anh nói là cái ngày đó là đã kín lịch rồi, là phải đợi thêm 2 tháng đó mọi người. Nó muốn cắt tóc còn phải đợi thêm 2 tháng mới được cắt đó cô chú anh chị. Như Tony bây giờ cắt ha, xong rồi đặt lịch tới tháng sau là cái ngày đó, là cái giờ đó là đến, là phải đúng giờ nha cô chú. Tại vì mỗi một lượt khách đó là anh hẹn cách nhau khoảng 20 phút thôi. Nếu mình đi trễ là cái khách mới vô là mình không có cắt được luôn á mọi người. Okay mate. Alright. Alright, then come on then. Để vô tới trung tâm của Liverpool này nè cô chú anh chị. Sáng chủ nhật ha, bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi đó. Khoảng 1-2 giờ là rất là đông luôn á mọi người. Ở đây người ta cũng có những cái quầy hàng bán ngoài trời nữa nè. Bán áo thun, khăn tròn, nón gì của đội bóng Liverpool đó cô chú anh chị. Ở trong đây có nhạc cho nên một hồi nữa mình sẽ tắt ha mọi người. Rồi đứng lên đi. Mà Chi vẫn ngồi ở điệu. Ở điệu chụp hình. Ok đó xin đó. Ok. Ở bên đó cái xe bán bánh dễ thương quá trời luôn kìa. Nó đang đi ở trong cái shop này cô chú. Ở đây cái shop này là John Lewis. Sẽ đi mua những cái đồ dùng gia đình thôi cô chú anh chị, chứ không có sắm quần áo nữa. Đây nè, em Chi đang chạy nè, chạy một hồi đụng mấy cái này gớt bể là phải mua luôn. Mấy cái này mắc dữ lắm mọi người. Chi chạy đi đâu á? Rồi Chi lại còn ngồi coi tivi kìa cô chú. Ở trong đây là những cái đồ dùng gia đình mà kiểu như là cao cấp đó mọi người, cũng hơi mắc tiền nha. Mà tại vì nhà Kim có cái voucher đó được tặng đó, 250 bảng Anh. Thì hôm nay mình vô mình xem cơm có cái gì mình mua ha mọi người. Kim sẽ mua một ít cái ra trải giường mọi người. Chị. Với bao gói bao niệm gì đó. Còn em Chi em chạy nữa rồi. Em chạy đi đâu mà em chạy lăng xăng á. Chị ơi. Chị bye. Ơi cái giường này đẹp quá nè chị ha. Ừ. Để mà coi cái giường đẹp quá nè.
cái giường này dễ thương đẹp quá chừng luôn. Mẹ thấy rồi. Đây nè, con Chi nó chỉ cái nhà này nè. Cái giường mùa đông thì người ta sẽ sử dụng hai cái lớp mền đây nè mọi người. Nhưng mà bây giờ mùa xuân á là mình lấy ra một lớp được rồi đó, mình chỉ xài một lớp thôi, nó mỏng hơn tại vì nó ấm hơn rồi. Còn khi muốn mua thêm một cái này nữa nè, để mà trải lên cái giường đó, chống bụi hoặc là trang trí ở dưới cái chân giường này nè cho nó đẹp á. Một cái giường quá trời gói luôn á. Đây nè cô chú anh chị, Kim đã mua được rồi nè. Đây là cái bộ này nè, Kim thấy cái hoa dễ thương quá chừng luôn nè. Với có cái bao gói, Kim mua luôn hai cái loại bao gói bông với lại cái bao gói này luôn, màu hồng hồng. Và Kim mua cái khăn trải dưới đây màu xanh nữa. Màu xanh giống như cái bông xanh này nè cô chú anh chị. Và cái bao gói hồng hồng này nè, giống như cái bông màu hồng này nè. Đẹp quá chừng luôn, dễ thương nữa. Có mấy cái tranh vẽ mấy cái nhà này đẹp quá cô chú anh chị. Một cái nhà nằm chơi vơi luôn. Đây nè. Kim định kiếm mấy cái hình để dưới nhà bếp đó cô chú anh chị. Đây có hình trái thơm nè. Không thì mình xem cái về nhà mình vẽ ha mọi người. Mình vẽ xong mình tự treo tường nhà mình luôn, mình khỏi mua. Ờ đây có mấy cái chai lọ. Mấy cái chai lọ này để nhà bếp hợp lắm nè. Ly đồ gì nữa nè. Ôi. Đây mình đâu cần phải mua đâu. Mình nhìn xong giờ mình vẽ. Cái tủ này người ta làm theo cái kiểu cổ á cô chú anh chị. Mà mắc dữ lắm nha mọi người, 1000, hơn 1000 bản Anh luôn nè. Nó làm theo cái kiểu cổ, cái tủ để chén ở nhà bếp á. Mấy cái đồ dùng nhà bếp này nè cô chú anh chị, mấy cái hiệu này nè, mắc dữ lắm nha mọi người. Mấy cái này là sản xuất từ Pháp, it's French honey. French. Yeah, yeah. Le Cusette sản xuất từ Pháp. Yeah. Giống như là đồ gốm sứ hay là men gì đó mọi người, với lại men nè. Nhiều màu lắm mà rất là mắc luôn. Cái nồi này 300 mấy luôn nè. Cái này 200 mấy bản Anh nè. Mấy cái màu đẹp quá chừng ha. Ở đây có cái ly nhỏ xíu thấy cưng quá. Cái ly này bao nhiêu? Cái ly nhỏ xíu này là 14 bản Anh nha cô chú. Cái ly này là 15 bản, ở nhà mình hôm bữa cũng mua 3 cái ly này nè cô chú anh chị. Đẹp quá ha. Đi ra lẹ cô chú ơi, để Chi nó làm bể một cái là phải mua nữa đó. Rớt bể là tiêu luôn. Đi con. Bây giờ sẽ đi ăn cái quán Việt Nam cô chú anh chị. Ở bên đây có cái quán phở Việt Nam nè, ở đó cũng có bán nhiều món Việt lắm. Đây là một cái khu phố sầm uất đó cô chú anh chị, ở Liverpool nè. Quán bar, nhà hàng. Đây em Chi em đang nhìn cái bức tượng có hai người ôm nhau nè. Quán bar, nhà hàng, quán ăn, cà phê gì. Đi theo ba đây kìa. Rồi đi xuống đây. Trời bắt đầu nắng ấm lên rồi, người ta để bàn ghế ra ngoài nè cô chú anh chị. Là đây mà cột dài cho đi dục dài hoài luôn à. Tới quán phở nè cô chú anh chị. Đây. Quán phở. Quán phở này cô chú anh chị, Kim sẽ ăn cái món lỗi xoài và cái bánh xèo và cái bún thịt nướng nè mọi người. Nhưng mà Kim ăn với cái bún ở đây người ta có, không có giống Việt Nam mình. Đây nè, người ta có thịt gà, thịt bò, tôm hoặc là thịt thịt heo mà thịt heo viên á. Với lại có ăn chay nữa nè, ăn chay thì có đậu hũ với nấm, rau,
rồi có cơm phở bún xào. Kim có một cái ly trà gừng xả nè cô chú anh chị. Ba chị uống bia Sài Gòn. Em Chi thì chị uống nước rồi. Đó em Chi vô đây á, em Chi muốn xem điện thoại nữa nè. Tại vì chị không ngồi yên, cô chú nó lăn xăng lắc sắc vậy đó. Thì có bún thịt nướng nè cô chú anh chị. Tony thì có phở xào, cánh gà. Hồi nãy Kim order bánh xèo nhưng mà người ta bánh xèo người ta 4 giờ chiều ta mới bán, cho nên là mình kêu thêm cái món cánh gà nữa mọi người. Nói chung là ở bên này người ta bán cho người Tây ăn đó mọi người, cho nên là cái hương vị nó không có giống như ở Việt Nam mình. Ăn cũng tạm thôi chứ không phải là ngon hết cô chú. Ăn xong rồi cô chú anh chị, bây giờ sẽ đi vô cái shop, cái siêu thị bán đồ ăn của Trung Quốc đó mọi người. Mình sẽ mua một ít đồ ăn. Cũng có ở Liverpool này cũng có siêu thị Việt nữa. Hình như là có hai cái siêu thị Việt Nam hay sao đó. Nhưng mà Kim chỉ đến có một lần một cái, thì cái đó nó cũng nhỏ mọi người, nó không có nhiều đồ á. Còn cái siêu thị Trung Quốc thì rất rất là lớn luôn. Mình muốn tìm cái gì cũng có, và người ta bán rất là nhiều rau và trái cây ở Việt Nam của mình nữa. Cho nên là Kim bây giờ thì sẽ đi đến đó. Cái siêu thị Trung Quốc này nè cô chú anh chị, người ta bán đủ thứ hết trơn á. Bún mì rồi gia vị, đồ ăn của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Đồ Việt Nam cũng rất là nhiều luôn mọi người, muốn mua cái gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà Kim đi vô đây á, mua nhanh rồi về nha mọi người, chứ không có đứng đi vòng vòng quay. Tại vì Chi Chi nó chạy vòng vòng quá, cho nên là mua lẹ rồi về. Măng đủ các loại măng luôn. Mua sắm xong rồi giờ đi về cô chú ơi. Bây giờ what time is it? Giờ cũng 3 giờ chiều đó, đi từ lúc 11 giờ tới 3 giờ chiều. Bây giờ đi về cho chị, đi về cho Tony nghỉ ngơi, ngày mai là thứ hai bắt đầu đi làm nữa rồi đó cô chú. Đây nè cô chú, mới mua về trải ra luôn nè mọi người. Nhìn nó sáng hẳn luôn. Mấy cái bông nhỏ nhỏ này dễ thương quá chừng này, hoa thiêu nè mọi người. Không biết thiêu tay hay là thiêu máy nhưng mà cái màu cũng rất là nhẹ nhàng, dễ thương ha. Đây nó không có quá nhiều bông hoa lè lẹt. Hoa nhỏ nhỏ dễ thương nè. Xong rồi nè cô chú anh chị. Kim chọn cái mền này có màu xanh nhẹ nè. Là do cái nhà của Kim á, cái bức tường nó màu xanh luôn đó mọi người. À, bây giờ nó cũng nhìn nó cũng hài hòa rồi đó mọi người. Đây. Mùa xuân rồi đó, nhìn hoa là thấy mùa xuân rồi đó mọi người. Mẹ ăn với Chi nha, một mình Chi ăn hết cầm đi. Chi đi về ngủ trên xe luôn cô chú, cho nên mới dậy nè, mệt quá trời mệt luôn nè. Buổi chiều ở nhà chứ không có làm gì hết đó cô chú anh chị. Buổi chiều thì ba Chi ở nhà coi đá banh, hôm nay thì Anh đá với Ukraine đó mọi người. Người Anh mà cái tình yêu mê bóng đá giống như ăn vào máu của họ vậy đó. Cuối tuần là cứ ở nhà xem đá banh thôi mọi người. Vừa xem đá banh mà vừa làm việc cái này cô chú anh chị. Tony ngày mai sẽ đi Manchester gặp khách hàng. Mỗi tuần thì Kim sẽ tập yoga 3 lần cô chú anh chị. Thì bắt đầu tập là 7:15 đến 8:15, 1 tiếng là giờ Anh hả mọi người. Hôm bữa cũng có một cái chị comment hỏi Kim là cái tập yoga với bạn nào đó. Thì Kim tập trên Zoom online tại nhà. Và ngày 3 tháng 4 này thì cô dạy yoga có mở cái lớp mới á cô chú anh chị. Thì sẽ có tặng 6 buổi miễn phí cho cô chú anh chị nào muốn học thử ha.
Nếu mà cô chú anh chị nào muốn học thử thì có thể vô Facebook của cô á, IB nhắn tin cho cô để hỏi thêm thông tin cách đăng ký học hả mọi người. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.